Dạ đâu rồi, em chào anh. Chắc em nhìn mờ quá hả? Dạ anh nhìn hơi mờ anh. Chào Bình Dương, chào toàn thể anh chị em. Dạ. Lâu Dạ. lắm rồi, coi như Dạ là anh mình Siêu. mới thì thời gian vừa rồi là cũng bận về về Hà Nội, rồi là nhiều những cái việc gia đình, Chào anh Quốc Dũng. thế nên là Đó, chào anh Quốc Dũng. thì nhiều lúc thì cũng muốn Hello. lên nhưng mà chưa có thời gian. Hôm nay Hello. có nghe thấy gì không? Em nghe anh. À, Gọi. ok, mình sao mình không nhìn Ok. thấy những cái Đây. những người xem nhỉ? Không nhìn thấy những người comment nhỉ? Cũng được nhưng mà tại vì anh chủ động là khi anh ấy là anh gửi chủ động hơn thì có gì À thế gửi à? của anh thì có gì anh gọi cho. À anh cứ nói đi anh, tại em nghe điện thoại. Mình muốn trao đổi một chút xíu về cái vấn đề tắc khoản. Vấn Rồi. đề coi như là chuyện xã hội ấy thì nếu mà nói Rồi. đến những cái người mà người ta chuyên chống phá chính quyền mới lại đất nước ấy, thì thường Dạ. thường là nếu mà ở nước ngoài ấy thì là mình gọi là chống cộng cực đoan, thì thường thường người ta coi như là không hiểu về lịch sử Việt Nam từ coi như là cận đại đến nay. Còn nếu như người ta mà hiểu được lịch sử cận đại đến nay, hiểu kỹ ấy, hiểu phải hiểu kỹ nhé, chứ không phải hiểu một nửa. Cho nên là người ta, nếu người ta hiểu mà người ta cố tình xuyên tạc thì những người chống cộng cực đoan ở nước ngoài đó là những người vô công rồi nghề. Và là những người thường thường là lên coi như là live stream để kiếm tiền, đấy là chống cộng cực đoan. Và còn một số những cái người mà người ta già rồi ấy, người ta coi như là ăn cái trợ cấp ấy, thì người ta uất hận thì người ta còn kêu gào thôi. Còn cái giới trẻ ấy thì đa số là những cái người mà vô công rồi nghề, rồi là muốn live stream để kiếm mấy đồng thế thôi. Còn nếu như mà những cái bọn thực sự là những cái bọn chống đối coi như là chính quyền Việt Nam và đất nước Việt Nam ấy, là nó có một Dạ. cái thế lực Dạ anh thấy. nó muốn coi như là thực hiện chế độ, thực hiện cái diễn biến hòa bình, nó từ từ nó làm cho coi như là nó kích động cho nhân dân mình phải đứng lên để coi như là chống chính quyền, nó làm cho đất nước mình loạn lạc như kiểu ở các nước Trung Đông đấy. Cho nên là những cái dạng đó thì nó coi như đằng sau đó nó là những cái thế lực của các cái nước coi như là nó muốn coi như là xâm chiếm, hoặc là nó muốn coi như là làm bá chủ, hoặc là nó muốn coi như là lật đổ cái chế độ cộng sản. Mà hiện giờ ấy, là ở Việt Nam ấy, thì Việt Nam thì là cái chế độ coi như là cộng sản là rất được nhiều người coi như là người ta yêu mến. Cho nên là chúng rất là coi như là chú ý đến để người ta để chúng nó coi như là muốn lật đổ cái chế độ cộng sản ở Việt Nam. Thì đấy là cái thế lực nước ngoài. Còn nói về xã hội Việt Nam thì một Đấy, số nhưng mà anh thấy là em mình cứ gọi là ở Việt Nam á, là mình cứ gọi là cái bọn đấy là cái bọn dân chủ quậy, đúng không? Thì cái bọn dân chủ quậy này thì nó chả làm gì được, nhưng mà nó cứ nhằm mục đích gì, tức là nó chỉ có nhằm mục đích là kiếm coi như là
ít đô để tiêu thôi, chứ còn thực sự nó chả làm được cái trò gì cả. Vì thực tế ra nhân dân Việt Nam á, nếu mà nói đến những người lên mạng như anh em mình ấy, thì ít lắm. Đấy, rất là ít. Còn đa số người ta mãi làm ăn, rồi người ta lo tính toán làm ăn làm giàu. Đấy, chứ đâu có phải là cứ lên mạng này đâu. Cho nên là anh em mình thì thấy nó gọi là cái bọn giận chủ nó chướng tai gai mắt thì anh em mình lên phản biện thôi, đúng không? Chứ còn cái bọn đấy thì nó chỉ là coi như là muốn kiếm tí đô la ở nước ngoài gửi về, rồi nó cứ lòng hoàng vậy thôi. Nhưng mà tôi nói này, vừa rồi đây thì mấy anh em bảo là tại vì anh em mình đấu đá lẫn nhau về cái chuyện sự. Mặt trận nào cũng quan trọng. Đấy. Mặt trận sử là mặt trận văn hóa của nhân dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Đấy, của lối sống Việt Nam. Cho nên là cái bản chất của người Việt Nam á, là phải giữ đến cái văn hóa Việt Nam. Tức là hòa nhập nhưng không hòa tan. Là cái việc mà bọn coi như là nó chống, coi như là nó muốn lật sử hoặc là nó muốn xuyên tạc văn hóa hay là nó làm cho thoái hóa người mà sống thực dụng. Cho nên là nó đánh vào văn hóa, nó đánh vào cái thực dụng của cái tính cá nhân con người ấy. Cho nên là đây nó là một cái âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực tư bản, nó lớn lắm. Cho nên là mình phải cảnh giác từ đầu. Còn cái chuyện coi như là mấy cái thằng nó quậy ở bờ hồ ấy, thì tôi nghĩ rằng bọn này chỉ kiếm coi như là vài đồng thôi, vài đồng lẻ của bọn coi như là chống cộng cực đoan nó gửi về thôi. Cái gì? Chào anh. Nếu như mà tôi nói là nếu như mà các nhưng nếu như mà các tổ chức coi như là hoặc chú nói gì? Nói đi. Em tính nói thêm anh là vấn đề về cái bọn mà ở bờ hồ Hà Nội. Thì thực ra là mà nói là nó chẳng qua là nó cũng nhận một cái đơn đặt hàng từ nước ngoài để họ làm. Chứ thật sự mà nói và họ càng làm như thế thì sớm muộn gì thì sẽ có một cái lực nữa ra đời. Và cái lực đó là áp dụng cái thành phần đó. À, thì lúc đó thử xem rồi có chống chế nữa hay không. Có nghĩa là bây giờ ở xã hội đang tự do, mà tự do nó thành tự do quá rồi. Mà bây giờ họ không tự nhận thức được, họ không dừng chân lại, thì họ sẽ đến lúc sẽ có một cái gọi là cái lực để ra để khống chế là những thành phần này. Thì lúc đó đừng nên chắc là tại sao. Đúng không anh? Cái gì nó cũng vậy, cái gì cũng vậy. Ví dụ anh phải biết mình cái điểm dừng của mình nơi nào. Chứ anh không thể anh dựa vào cái trường hợp anh nói anh tự do, anh dựa vào những cái điều đó, anh thấy anh phản đối. Thì anh mình thấy nhưng mình phải hiểu được mọi chuyện đã, chứ không có thấy là mình thấy là mình đúng đâu. Mình thấy là có thể có hàng trăm hàng ngàn người ta thấy nữa kìa, chứ không phải riêng mình thấy, đúng không anh? Dạ mời anh. Theo mình thì cứ nói là bảo là các cái nhóm cờ đỏ là tan rã, nhưng mà không phải tan rã đâu. Tức là nếu mà tập trung lại thì cũng nhanh thôi. Nhưng mà tôi dám nói một câu là mỗi người dân yêu nước là một thành viên cờ đỏ. Đấy. Cho nên là khi mà cảm thấy nó có cái sự coi như là bất ổn của xã hội ấy, thì nếu ai mà lên mạng ấy, thì người nào coi như là yêu nước chân chính đều lên tiếng hết. Đấy. Đấy là cái lòng yêu nước chân chính của nhân dân Việt Nam. Còn á, những cái những cái dạng mà nó thuộc cái dạng coi như là dân chủ quậy đó, tôi xin nói một điều là tất cả những anh em mình lên đây
nói để khuyên răn chúng tôi. Còn nếu như không có sự khuyên răn này, hoặc là nếu như có sự khuyên răn này mà chúng không nghe, thì coi như là chúng lại càng càng đến gần cái còng số 8. Chứ còn ngoài ngoài ra chúng chả làm được cái trò gì cả. Vì đất nước Việt Nam trên 90 triệu người, thì coi như là cũng coi như là đa số là 90 mấy% là những người yêu nước chân chính. Còn bọn chúng chỉ đếm đầu ngón tay thôi. Nên là tôi nói đây là cái bọn dân chủ quậy thì nó là như thế thôi, nói ngắn gọn vậy. Cho nên là bây giờ á, nếu như chúng mà muốn coi chúng muốn bình yên á, chúng muốn coi như là sống yên ổn á, thì chúng chịu khó lao động đi, rồi chúng coi như là sẽ coi như là không phải vào cái vòng lao lý đó. Tôi chỉ khuyên những cái người đó như thế thôi. Còn bây giờ anh em mình nói chuyện ấy, thì đôi khi chúng coi như là nói là bị nhồi sọ hay là bị coi như là thế này thế nọ. Thế nhưng mà nói thì không hết lời, vì cái tâm của mình muốn tốt cho mọi người, nhưng mà họ không nghe thì kệ họ thôi. Họ sẽ coi như là nhanh vào cái cùm đó. Đấy. Thì đấy là cái lời mà tôi muốn nhắn gửi những cái người coi như là đấu tranh mang cái kiểu dẫn chủ. Đấy.